với hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực mua bán xe ô tô, vận tải hành khách, bất động sản và kinh doanh dịch vụ. Đã từ lâu khi có ý định tự tổ chức cho gia đình và bạn bè một chuyến đi chơi xa hay về quê thăm họ hàng, rất nhiều người nhớ hai chữ Phương Trang khi lựa chọn dịch vụ vận chuyển. Ra đời từ một doanh nghiệp nhỏ với số lượng đầu xe chỉ từ 5 đến 10 xe khách các loại. Trải qua quá trình hoạt động với đường lối kinh doanh, uy tín, chất lượng, với phương châm phục vụ, chất lượng là danh dự, sự lịch thiệp, hòa nhã, tận tình, chu đáo của đội ngũ nhân viên, công ty cổ phần vận tải và dịch vụ du lịch Phương Trang đã trở thành một địa chỉ tin cậy của đông đảo khách hàng trong cả nước, được hành khách và lãnh đạo chính quyền các cấp hết lòng khen ngợi và đánh giá cao. Trong quá trình xây dựng thương hiệu ấy, Phương Trang cũng không bỏ qua những yếu tố quan trọng khi vận hành đội xe của mình. Đó là những chiếc lốp Michelin cùng Phương Trang lăn bánh trên khắp mọi miền đất nước. Chất lượng dịch vụ, chất lượng lốp của loại lốp Michelin thì theo đánh giá đã qua nhiều đợt sử dụng và cũng là sử dụng nhiều cái hãng khác nhau. Thì đánh giá của tôi, cái loại lốp Michelin nó rất phù hợp với cái tuyến cung chặn của Phương Trang Đà Lạt đang sử dụng, đang kinh doanh. Cụ thể là cái độ bám đường của lớp cũng tương đối là đáp ứng được cái độ nhúng, cái độ đàn hồi của hông vỏ, hông lớp thì cũng rất là tốt. Đấy. Thì trong thời gian hợp tác thì các cái dịch vụ hỗ trợ của phía Michelin đối với công ty Phương Trang Đà Lạt thì cũng rất là tốt. Cụ thể là họ có bộ phận kỹ thuật cũng thường xuyên trao đổi với bộ phận kỹ thuật của công ty Phương Trang Đà Lạt và cũng có trao đổi với lái xe để ghi nhận những cái ý kiến đóng góp về cái chất lượng sản phẩm. Trong lĩnh vực vận tải hành khách, công ty mở rộng hoạt động vận tải chất lượng cao, phục vụ cho nhu cầu đi lại của người dân từ khu vực miền Trung, từ Huế, Đà Nẵng đến hầu hết các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Với hình ảnh chiếc xe 45 chỗ màu cam hiện đại, tiện nghi, cùng với màu áo xanh lá cây đậm của đội ngũ lái xe Phương Trang đã tỏa đi hầu hết các nẻo đường cả nước, từ Huế trở vào cuối miền đất nước. Lượng xe của Phương Trang ngày càng phát triển và được đầu tư đúng mức. Đến nay, công ty đã có trên 200 xe khách 45 chỗ thương hiệu Hyundai dòng cao cấp nhất dành cho các tuyến cố định. Về cái sử dụng lốp Michelin thì theo cái cung đường Đà Lạt, thành phố Hồ Chí Minh thì đường đèo dốc nó rất là quanh co, nhiều. Và để trước đây cũng đã từng xài những cái loại lốp khác, nhưng mà về cái hiệu quả so với Michelin thì không bằng. Cho nên là tôi có xin đề xuất công ty cho sử dụng lốp Mid để đảm bảo an toàn, vì công ty cũng đã đưa cái sự an toàn của xe cũng như khách hàng xe lên hàng đầu. Đặc thù của tuyến đường Đà Lạt Đà Nẵng là đường đèo dốc rất là nhiều, quanh co, cua tay áo rất là nhiều. Vì vậy chúng tôi chọn hãng lớp Michelin để chạy cho đảm bảo cho tài xế và hành khách an toàn hơn. Quãng đường đi độ dài hơn và hiệu quả kinh tế tốt hơn. Các phương tiện vận chuyển hành khách của Phương Trang có mặt hầu hết trên các tuyến cố định nối liền các trung tâm kinh tế lớn. Với ưu thế có tầm hoạt động cao và an toàn, nên Phương Trang được xem là đơn vị có chất lượng xe và cung cấp dịch vụ vận tải hành khách đứng đầu cả nước. Đẳng cấp của những đội xe còn thể hiện ở chỗ sử dụng lốp gì và có thương hiệu hay không. Hơn ai hết, những tài xế của Phương Trang chính là những người vận hành hàng ngày những chuyến xe và chính họ hiểu rõ nhất những tiện ích mà lốp xe Michelin đã mang lại. Tôi chạy từ năm 90 tới nay. Trên những cái đoạn đường xấu tốt cũng có đủ, nhưng mà từ khi về chạy cho Phương Trang thì là thấy cái chất lượng của Michelin này là khá tốt. Nói chung là có cái sự đàn hồi của nó cũng tốt, mà nó cũng chậm mòn, nó không có mòn theo những cái hãng vỏ khác, những cái loại khác, nó mòn, nó không đều đặn, rất là tốt. Thậm chí là cái đợt này nguyên cái lô xe mới này cũng đều là Michelin hết. Cụ thể là tôi đang chạy của Michelin chưa hết 100 là 11.000 mấy trăm rồi, không xin nhê hết. Là một cái thương hiệu có tiếng trên thị trường thì là yếu tố căn bản đi theo xe, rất dứt khoát phải là lớp xe.
đúng không? Đương nhiên rồi, cái gì đó, thành thử ra là đơn vị tôi là xài là Michelin không, thậm chí những cái xác vỏ bỏ ra giờ cũng vậy, Michelin là đại đa số, từ trường hợp mà là cung cấp không kịp hụt xài tạm vậy thôi chứ cũng quay lại với lại Michelin. Nó là yếu tố mà là an toàn về mặt hành khách, mà hành khách có tin tưởng cái chữ tín của mình mới được lâu dài. Cái vỏ Michelin nó không phải mòn như người ta, nó mòn cũng rất là đều, trừ cái trường hợp ví dụ như bạc đạn của mình nó có vấn đề thì nó mới lẹm đôi chút thôi, chứ cái hay của nó là chạy trên đường nó không có tạo âm thanh như những cái vỏ khác, nó rất là êm. Chính vì cái chỗ đó mà đơn vị tôi xài là Michelin thường hơn, Michelin gần như là Michelin không, mãi tới bây giờ cũng vậy. Thì nói chung vỏ Michelin nó gần như hội tụ đủ các ưu điểm, chính vì vậy thị trường xài nó cũng nhiều, riêng các cá nhân của đơn vị tôi thì cũng xài Michelin, nó vừa êm, nó an toàn, đảm bảo lợi ích cao nhất cho khách hàng bằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ hàng đầu. Mọi hoạt động của công ty Phương Trang đều đặt yếu tố chất lượng lên hàng đầu, với tôn chỉ chất lượng là danh dự. Với Michelin cũng thế. Chính vì vậy mà các nhà điều hành của Michelin luôn yên tâm tin tưởng với những dịch vụ hậu mãi mà Michelin mang lại. Bởi Michelin luôn coi trọng sự an toàn của hành khách và hàng hóa trên xe Phương Trang như chính tài sản của mình. Điều đó thể hiện qua những bản kiểm tra thông số chi tiết về kỹ thuật của lốp mà nhân viên kỹ thuật của Michelin luôn kiểm tra và tư vấn thường xuyên cho các tài xế. Cái nguyện vọng của phía đơn vị vận tải thì tôi cũng mong muốn là phía bên công ty Michelin có những cái dịch vụ hỗ trợ cao hơn và có sự liên kết thường xuyên hơn để cái chất lượng sản phẩm nó được nâng cao hơn, và cái sự hợp tác của Michelin và Phương Trang thì lâu dài hơn. Sự hài lòng của khách hàng là minh chứng cho chất lượng dịch vụ của công ty. Chính vì thế, Phương Trang không ngừng hoàn thiện và phát triển năng lực kinh doanh, luôn tìm hiểu nhu cầu của khách hàng để đem đến những sản phẩm dịch vụ hoàn hảo nhất, đáp ứng tối đa sự mong đợi của khách hàng. Michelin mong muốn sẽ cùng Phương Trang luôn luôn là bạn đồng hành trong tương lai.